Thật may mắn, giăng đất chắc chắn sẽ thua mình. Xém tí nữa bỏ sót cái này rồi. Wow, đây là nấm ngủ gật. Vui quá, vui quá. Tên bé nhỏ đáng yêu, đến đây theo ta về nhà nào. Đồ ranh con, không được chạy. Ây da, tên nắm tinh ranh nhà ngươi, hôm nay ta nhất định phải bắt được ngươi. Cậu không sao chứ? Tớ nghe thấy tiếng la hét của cậu nên qua đây. Không sao, không sao. Tớ vừa gặp một cái nắm tinh ranh biết chạy khắp nơi, nhưng tớ lại để nó thoát rồi. Có phải cậu đang nói nắm linh chi phải không? Đúng vậy đó. Chúng ta đi và bắt về để nuôi cho vui. Chúng nó là tiểu linh linh tự do tự tại, và chắc chắn chúng không muốn bị cậu giữ như thú cưng đâu. Đúng rồi, bạn hái được bao nhiêu nấm rồi? Chỉ có bao nhiêu đó thôi, tất cả đều bị cái tên nấm tinh ranh kia làm lộn xộn hết rồi. Tớ nói với cậu rồi, đó là nấm linh chi sống, không phải là nấm tinh ranh. Mặt trời vẫn chưa xuống núi, tiếp tục cuộc thi đi. Hái nấm, hái nấm, hái được một cái nấm tinh ranh. Hôm nay thật là may mắn. Chết rồi, bây giờ mình đang ở đâu đây? Giang Đức, tôi đã hái nấm đầy rổ rồi, bạn sống chưa vậy? Giang Đức ơi, Giang Đức, thật đáng ghét, chỗ này sao lại giống nhau đến như vậy? Đừng vội, đừng vội, đợi một chút rồi sẽ chạy ra khỏi đây. Ta không tin ta sẽ bị mắc kẹt ở đây luôn. Bây giờ nên chạy ra thôi. Sao lại như vậy? Giang Đức,
Mau đến cứu tôi ra khỏi nơi quái quỷ này đi. Thỏ vẫn còn chưa đến. Thỏ ơi, trời sắp tối rồi, phải trở về nhà thôi. Có phải cô ấy gặp chuyện gì rồi không? Thỏ ơi, bạn ở đâu vậy? Chúng ta phải trở về nhà thôi. Có rồi, Văn Đức từng nói khi lạc đường có thể nhìn sao Bắc Đẩu. Nhưng trời còn chưa tối, không nhìn thấy một ngôi sao nào cả. Mình nên tìm một cây cổ thụ làm cột mốc vậy. Rộng là phía nam, hẹp là phía bắc. Tìm cái cột mốc, tìm cái cột mốc. Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao? Thỏ ơi, có ở đó không? Có, tớ ở đây. Văn Đức ơi, cậu có nghe thấy tiếng tớ không? Văn Đức, cuối cùng cậu cũng tìm thấy tớ rồi. Tớ cứ nghĩ mình sẽ chết ở đây thôi. Cậu đang nói cái gì vậy? Vừa nãy, sau khi cậu rời đi, thì tớ thấy rất nhiều nấm rớt xung quanh. Tớ nhặt lên, cứ nhặt lên, thì đến đây. Sau đó, thì làm thế nào cũng không ra khỏi đây được. Ai mà lại làm rơi giải nấm ở đây? Tớ thấy nhất định là cậu bị trêu chọc rồi. Ai mà đáng ghét như vậy hả? Nấm tinh ranh, là ai gọi như vậy? Còn lại muốn bắt giữ chúng về nhà làm thú cưng nữa. Ý cậu nói là tên đó tức giận rồi cố ý chế giễu tớ hả? Đúng vậy, tớ nghĩ hôm nay cậu không xin lỗi Tiểu Tinh Tinh thì chúng ta không thể ra khỏi đây được đâu. Có cần thiết vậy không? Tớ chưa có làm tổn thương nó mà. Tớ không cần xin lỗi nó. Không nên xem nhẹ quy lực của một câu nói. Bồ Tát đã kể cho tớ nghe một câu chuyện như thế này. Có một con trâu thành thật và trung thành, nhưng mỗi khi chủ nhân giễu cợt gọi nó là con trâu một sừng thì đã làm cho ông chủ của nó tổn thất 1.000 lạng vàng. Trước hết, cậu dẫn tới thế giới cổ tích xem đi. Sau đó, tôi mới quyết định có xin lỗi nó hay không. Được thôi. Ông a ra ba sta ha ni. Chào quý khách. Những con trâu chỗ của tôi đều là trâu tốt loại một. Bất kỳ con trâu nào cũng không làm ngài thất vọng đâu. Con này bao nhiêu? Con này à? Con này không tệ, nhưng chỉ có một sừng thôi. Nếu mà ông muốn, tôi tính ông rẻ một chút. Ánh mắt nó linh động, thân hình to khỏe, có thiếu một sừng thì cũng không sao đâu. Tôi sẽ mua nó. Tốt rồi, gặp được ngài là phước của nó. Đến đây trâu à, đây là nhà mới của ngươi, hãy đến nghỉ ngơi đi. Nè, rơm đó để ngủ, không phải là đồ ăn của mày đâu. Đây mới là đồ ăn cho ngươi. Từ từ mà ăn nha. Cảm ơn ông chủ. Ông hết lòng chăm sóc tôi như vậy. Tôi phải cố gắng làm việc để không phụ lòng của ông.
Quả nhiên một con trâu thật thông minh, ta không chọn sai mà. Nhà ai có trâu chịu thi đấu với trâu to khỏe, kéo được 100 xe của ta không? Ta và người đó cược 1000 lạng vàng. Ông chủ rất tốt với ta, ta nên dốc toàn lực thắng 1000 lạng vàng để báo ân báo đức cho ông chủ. Ông chủ ơi, tôi có việc quan trọng. Ông chủ, vừa nãy ở bên ngoài có người rao rằng ai có trâu chịu thi đấu kéo 100 xe, ông ta đồng ý cược 1000 lạng vàng. Vậy thì sao? Ông nên đi tìm ông ta để cá cược cuộc thi này đi. Ta cũng có nghe nói là trâu của người đó thường thắng giải và đã đánh bại biết bao nhiêu trận rồi đó. Người dám đi thi với nó hay sao? Thưa chủ nhân, ông chỉ cần đi nói chuyện với ông ta, còn phần thi đấu cứ giao cho tôi. Như vậy nhé ông chủ, ngày mai ông chuẩn bị cho tôi 100 xe. Nếu tôi kéo nổi thì ông đi nói với họ. Ông thấy sao hả? Như vậy cũng được. Ta đi chuẩn bị đây. Nghe nè trâu thân yêu của ta, đây là 100 xe, nhưng đừng cố gắng quá sẽ làm tổn hao sức lực của ngươi nha. Ông chủ đừng lo lắng quá, tôi biết sức của tôi mà. Ông chỉ cần đứng bên cạnh tôi nhìn xem là được rồi. Dừng lại đi. Trâu tốt của ta à, không ngờ ngươi có sức khỏe mạnh như vậy. Trước hết ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt và chuẩn bị cho cuộc thi. Ta đi tìm trưởng lão đó để nói chuyện. Trâu của ta, hôm nay chúng ta sẽ phát tài. Trời ơi, con trâu một sừng này cũng dám đánh bại trâu lớn của ta à? Người đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Hôm nay hai con trâu có một cuộc đua ở đây. Chúng sẽ kéo 100 xe về phía trước. Con nào đến đích trước thì vẫn chiến thắng được 1000 lạng vàng từ tay của đối phương. Hai bên chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bây giờ ta tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Trâu à, tốt lắm. Mau, nó vượt lên rồi. Chủ nhân đừng lo lắng, mau xông lên vượt qua nó. Một sừng nha, bây giờ là lúc nào rồi? Ngươi nhìn ta làm gì? Mau đuổi theo đi. Mau lên. Chúng ta thắng rồi. 1000 lạng vàng thuộc về chúng ta. Nè, sao vậy? Rõ ràng là hai ngươi ngang tài ngang sức mà.
Nè, chủ nhân không ăn cơm, ngươi cũng không ăn cơm mà. Chủ nhân vẫn còn tức giận sao? Đương nhiên rồi, đó là 1.000 lạng vàng mà. Lần này chủ nhân giận lắm đó. Cơm cũng không ăn, tắm cũng không tắm, ngủ suốt, không ai dám đến quấy rầy ông ấy. Ông giúp tôi mời chủ nhân đến đây được không? Tôi sẽ giải thích rõ ràng với ông ấy. Hay là ngươi tự mình đi tìm ông ấy đi. Chủ nhân, chuyện hôm nay hoàn toàn không thể trách tôi. Chỉ vì ngươi khoe khoang mà ta đã mất đi 1.000 lạng vàng, lại còn mất danh tiếng nữa. Không trách ngươi, chẳng lẽ trách ta sao? Chủ nhân, ông không chê tôi một sừng, mua tôi về, luôn rất tốt với tôi. Trong lòng tôi luôn cảm kích, nên mới muốn đi nhanh chiến với con trâu đó, kiếm 1.000 lạng vàng cho ông. Tại sao cuối cùng người đứng yên ra đó không chịu nhúc nhích? Tại vì ông trước mặt mọi người đã dạch ra khuyết điểm của tôi. Kêu tôi là một sừng, ông kêu như vậy, như thế làm tôi cảm thấy bị sỉ nhục lắm, chán nản, nên tôi không muốn ra sức thi đấu nữa. Tại lúc đó thấy sắp thua nên ta sốt ruột, hoàn toàn ta không có ý xúc phạm ngươi, ta đã tuyệt vọng. Nếu như ông hứa sau này không bao giờ gọi tôi bằng cái tên xúc phạm đó, thì tôi sẽ có thể đảm bảo rằng tôi sẽ thắng lại 1.000 lạng vàng cho ông. Không cược nữa, không cược nữa, rủi ro quá lớn rồi. Chủ nhân, cứ dựa vào tôi đi. Đi cược với trưởng lão đó, lần này tăng lên 2.000 lạng. Nếu như tôi không thắng, ông có thể bán tôi đi. Thôi được. Lần trước để ông chê cười rồi, hôm nay chúng ta lại thêm một trận nữa. Vẫn là con trâu một sừng đó sao? Tôi còn tưởng ông đổi một con khác thi đấu với tôi nữa chứ. Trâu tốt của tôi dũng mãnh như thế, lần trước chỉ là việc ngoài ý muốn. Một lát ông sẽ thấy sự lợi hại của nó cho coi. Để xem. Bắt đầu thi đấu. Xông lên cho ta. Hôm nay phải nhờ ngươi, trâu quý của ta à. Không thành vấn đề. Mau lên, mau lên. Nếu bị thua thì ta sẽ báo ngươi đó. Anh bạn già, thật ngại quá, chúng tôi đi trước một bước rồi. Con trâu to đần nhà ngươi, chạy nhanh lên. Wow, chúng ta thắng rồi. Chúng ta lần này lỗ vốn rồi. Trâu tốt của ta, hôm nay cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ông đã chăm sóc tốt cho tôi, lại còn khích lệ tôi. Đó mới là lý do để tôi thi đấu thắng lần này. Xem ra quả thật là lời lành một câu ấm ba đông, lời ác tổn thương người lạnh sáu tháng. Tôi không biết nói như vậy lại làm nó tổn thương. Chỉ là một biệt hiệu nhỏ thôi mà. Trời sắp tối rồi. Nè, xin lỗi, Tiểu Linh Chi. Lúc nãy tôi không nên gọi bạn là nắm ngủ gật, nắm tinh ranh. Càng không nên muốn bắt nạt bạn. Bạn nghĩ nó có nghe thấy không? Wow, tuyệt quá. Nhìn xem, chúng tha thứ cho bạn rồi đó. Nè, không cần đâu nắm à. Không gần người ngu si, nên kết giao người trí. Tôn kính người có đức là hạnh phúc lớn
nhất. Cư trú chỗ thích hợp, kết giao người đức hạnh, đi trên đường chánh đạo là hạnh phúc lớn nhất. Nghe nhiều tinh tấn học, nghiêm trì các giới cấm, nói lời người vui thích là hạnh phúc lớn nhất. Nuôi dưỡng cha mẹ già, yêu quý vợ và con, việc làm phải vô hại là hạnh phúc lớn nhất. Bố thí phẩm đức tốt, giúp đỡ người trong tộc, hành vi không dơ bẩn là hạnh phúc lớn nhất. Tà hạnh phải nghiêm cấm, tự thân không uống rượu, đức tốt không dời đổi là hạnh phúc lớn nhất. Cung kính và khiêm nhường, biết đủ và cảm ơn, đồng thời nên nghe pháp là hạnh phúc lớn nhất. Nhẫn nại và tùy thuận, thấy được các sa môn, tùy thời luận tín ngưỡng là hạnh phúc lớn nhất. Tự thanh tịnh cuộc sống, lĩnh ngộ bát chánh đạo, thực chứng đạo niết bàn là hạnh phúc lớn nhất. Bát phong không lay động, không ưu cũng không nhiễm, thanh tịnh không não phiền là hạnh phúc lớn nhất. Người theo đây hành trì, luôn luôn không thoái chuyển, nhà nhà đều được phước là hạnh phúc lớn nhất.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.